tim con nhỏ bé nhưng hãy còn với. Cầu nguyện chung. Vua Louis là người rất mực đạo đức thánh thiện, có tước hiệu là người công chính. Khi ngài đang bao vây La Rochelle, nơi quân lạc giáo có pháo đài rất kiên cố, đã viết thơ về cho Hoàng Thái Hậu, xin bà tổ chức những buổi cầu nguyện chung để xin Đức Mẹ ban ơn thắng trận. Hoàng Thái Hậu quyết định tổ chức lần hạt chung trong nhà thờ Thánh Đa Minh tại Paris và được Đức Tổng Giám mục Paris tích cực hưởng ứng. Tham gia những buổi đọc kinh chung này có Hoàng Thái Hậu, có Bá tước Orléans và toàn thể triều đình, cũng có Đức Hồng Y de Barul và các thành phần dân chúa tham dự. Kết thúc buổi lần hạt chung là việc rước kiệu Đức Mẹ và hát kinh cầu Đức Bà. Việc sùng kính này được duy trì với lòng sốt sắng lạ lùng vào các ngày thứ bảy. Kết quả là ơn phúc vô lượng được trời cao ban xuống. Trong ngày lễ các thánh năm ấy, nhà vua chiến thắng quân Anh ở đảo Rê và khải hoàn tiến vào La Rochelle, nơi đâu có hai ba người họp nhau nhân danh thầy mà cầu nguyện thì có thầy ở giữa họ. Đó là lý do tại sao các tín hữu tiên khởi họp nhau để cầu nguyện chung bất chấp những sự bách hại của hoàng đế Roma, dù những cuộc nhóm họp đó bị cấm chỉ, nhưng họ đã tha chịu chết hơn là bỏ họp nhau để cầu nguyện chung vì ở đó có Chúa hiện diện. Lại nữa, khi cầu nguyện chung, lời kinh của mỗi người thuộc về mọi người. Người cầu nguyện sốt sắng sẽ bổ khuyết cho kẻ lo ra, người thánh thiện sẽ nâng đỡ kẻ khô khan, người mạnh mẽ sẽ bổ sức cho kẻ yếu đuối. Do đó, việc đọc kinh chung, việc lần chuỗi chung sẽ có giá trị trước mặt Chúa nhiều hơn việc đọc kinh riêng, việc lần chuỗi riêng. Sau những lần Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức và ở Fatima, việc đọc kinh mân câu chung càng được khuyến khích. Đài phát thanh Vatican truyền thanh kinh mân câu mỗi ngày để cho các tín hữu trên toàn thế giới cũng đọc chung kinh mân côi để ca ngợi, để tôn vinh, để cầu xin với mẹ đấng cứu thế. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã muốn chủ sự buổi đọc kinh chung vào mỗi thứ bảy đầu tháng để cầu nguyện chung với mọi người cho toàn thế giới. Hợp quần gây sức mạnh. Một cây đũa dễ dàng bị bẻ gãy, nhưng một bó đũa thì không ai bẻ nổi. Một tín hữu cầu nguyện riêng dễ dàng bị ma quỷ cám dỗ, nhưng một cộng đoàn họp nhau cầu nguyện thì ma quỷ khó làm gì được. Các kẻ xấu thường cấu kết với nhau để làm điều ác. Các thần xấu thường liên kết với nhau để cướp mất linh hồn người ta. Tại sao người Kitô hữu lại không liên kết với nhau trong việc cầu nguyện chung để nên mạnh mẽ, để có Chúa ở cùng, để vô hiệu hóa những chức cám dỗ của ma quỷ, để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa và để kéo ơn Chúa đổ tràn trên cuộc sống chúng ta? Lại nữ vương rất thánh mân côi, dù con sống ở thành thị hay thôn quê, gần nhà thờ lớn
hay nguyện đường nhỏ, hay ở xa nhà thờ. Mỗi khi chiều buông, xin mẹ nhắc nhở con đến với mẹ trong chuỗi kinh Măng Côi để dâng lên mẹ những tâm tình sốt mến. Xin mẹ hãy giúp cho gia đình con luôn biết quây quần bên nhau trước bàn thờ mẹ mỗi tối trước khi ngủ, cùng nhau đọc và suy niệm mầu nhiệm Măng Côi. Con tin chắc lúc ấy sẽ là giây phút hạnh phúc nhất trong ngày của gia đình con. Dưới ánh mắt nhân từ và yêu thương của mẹ, chúng con sẽ quên đi bao nỗi truân chuyên vất vả, sẽ tha thứ bỏ qua cho nhau những xúc phạm lỗi lầm, sẽ đủ sức mạnh chống trả lại ba thù, và nhất là được mẹ thương yêu ban muôn ngàn ơn phước lộc. Amen. Ngày vui một mái gia đình, cho con an bình nhờ tay cha mẹ, dạt dào dòng sữa thơm từ vành nôi, ngọt ngào từng bữa cơm lành tràn vui, nước mắt mồ hôi những ngày tháng trôi. Thương con nắng mưa dãi dầu, đẹp màu ân nghĩa biển sâu. Đến đáp ân tình, luôn yêu gia đình và thương cha mẹ. Vì đời này có bao ngày dần qua, một ngày nào đó không còn mẹ cha, con nhớ tình sâu, biết đền đáp đâu. Xin cho những ai còn cha mẹ vẹn tròn nghĩa yêu tình son. Cầu Chúa xuống ơn cho mẹ cha, dù cuộc sống khó khăn
dạy lòng con đền đáp ân tình, luôn yêu gia đình và thương cha mẹ. Vì đời này có bao ngày dần qua, một ngày nào đó không còn mẹ cha, con nhớ tình sâu biết đền đáp đâu. Xin cho những ai còn cha mẹ vẹn tròn nghĩa hiu tình son. Ánh sáng và bóng tối. Có một người rất giàu có, nhà ở bên cạnh đường xe lửa. Mỗi ngày đều có xe lửa chạy ngang qua nhà ông. Cứ mỗi lần như thế, con chó bẹt rê to lớn oai phong của ông liền sủa ầm lên và chạy đuổi theo chiếc xe lửa cho tới 3-4 cây số, rồi nó mới há hốc thè lưỡi chạy trở về nhà. Ngày nọ, bà chủ hỏi ông chồng: "Con chó của chúng ta chạy đâu rồi?" Ông lắc đầu trả lời: "Đuổi theo chiếc xe lửa rồi, nhưng có bao giờ nó đuổi kịp đâu." Bà đôi co với ông: "Giả sử nó đuổi theo kịp thì sao?" Ông đáp lại: "Nếu nó đuổi kịp cũng chẳng làm gì, chỉ tổ nhọc xác mà thôi." Những kẻ suốt đời bôn ba tìm kiếm danh vọng, tìm kiếm giàu sang, tìm kiếm trường thọ, có bao giờ thỏa mãn được đâu. Cũng giống như con mèo đuổi theo cái đuôi của mình. Những kẻ tự phụ, những kẻ ngông cuồng, kiêu căng, tự mãn, không bao giờ đạt được tham vọng của họ. Thật không khác gì cái bong bóng xà phòng, chỉ nhấp nháy dưới ánh mặt trời, để rồi lại tan vỡ và rơi vào bụi đất. Cuộc sống con người không thể nào cứ nối tiếp nhau như cái bong bóng xà phòng. Những người đặt nền tảng hạnh phúc của mình trên vinh dự, hào nhoáng và tiếng hoan hô của người đời là những người bất hạnh hơn bất cứ ai hết. Trong chốc lát, những tràng pháo tay, những tiếng hoan hô nhiệt liệt im bặt. Mọi cảm xúc đều bị gió thổi đi, mất hút và sẽ phải trở về với cái trống rỗng của tâm hồn, tức là cái bóng đen của cuộc đời họ. Người trưởng thành và khôn ngoan thật là người biết nhìn nhận ánh sáng và bóng tối của đời mình.
biết chấp nhận thành công cũng như thất bại, và chấp nhận những hạn hẹp của bản thân, biết tận dụng mọi vốn liếng, mọi cái mới, cái cũ để trở thành chính mình mà không cần phải bắt chước ai, không cần phải chạy theo ai, hoặc không cần trở nên hoàn toàn giống ai cả. Thiên Chúa tạo dựng mỗi người độc nhất, vô nhị. Tại sao bạn phải sợ những xét đoán của người khác? Tại sao phải khó chịu trước những sự hạn hẹp của người khác? Và tại sao phải cắm đầu lo sợ chạy trốn? Nếu bạn biết chấp nhận bản thân bạn, nếu bạn biết chấp nhận những đức tính của người khác, họ sẽ chấp nhận bạn. Trái lại, người ta sẽ chê cười bạn nếu bạn tìm cách lừa dối họ và muốn họ thấy con người không thật của bạn. Chúng ta đều biết rằng một bức tranh chỉ đẹp với màu sắc, ánh sáng và bóng tối của nó như là họa sĩ đã muốn vẽ nó. Triết gia Pascal đã nói, con người không phải là thiên thần, cũng không phải là thú vật. Thế nhưng, ai muốn làm thiên thần thì người đó sẽ trở thành thú vật. Lạy Chúa, Chúa đã muốn tạo dựng mỗi người chúng con như một tác phẩm tuyệt vời, như một bức tranh tuyệt đẹp, gồm ánh sáng và bóng tối. Chúa không ghét bỏ bóng tối trong con, nhưng Chúa cho phép bóng tối đó hiện diện trong đời sống của con, để con được dịp tự do đóng góp để khử trừ bóng tối và để cho ánh sáng tình thương của Chúa được hoàn tất, được rạng ngời trong đời sống con hơn nữa. Cuộc sống, dù có vất vả, dù có khổ lụy đến đâu đi chăng nữa, cũng là ân huệ Chúa ban. Xin cho con biết đón nhận trong tinh thần tin yêu phó thác, để rồi cùng với Chúa con sẽ hoàn thành tác phẩm tuyệt đẹp mà Chúa muốn tạo dựng nên con. Amen.